GA800 là một trong những phiên bản đồng hồ G-Shock nâng cấp từ mẫu GA700 khá là phổ biến và được nhiều bạn trẻ yêu mến. Vậy thì ở phiên bản GA800 này chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ như thế nào? Và đây cũng là một sự quan tâm rất lớn của các bạn có comment trên YouTube và chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Casio G-Shock GA800. Ở phiên bản mà trên tay có tên mã là 4ADR thì phiên bản này các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với màu đỏ là chủ đạo. Ở mặt trước các bạn sẽ có một phần vỏ bằng cao su và phần dây này cũng cao su luôn. Thì kích thước phía trước nó sẽ là 54.1mm và bề ngang sẽ là 48.6mm. Tổng độ dày của chiếc đồng hồ GA800 sẽ rơi vào khoảng là 15.5mm. Trọng lượng thì cũng khá là nhẹ, nó nặng là 63g thôi. Thì như các bạn thấy đây, từ phần G, dây được hoàn thiện chủ yếu là cao su và đồng màu với nhau là màu đỏ, tạo sự liền mạch. Casio họ trang bị cho mẫu GA800 là dạ quang Neobright ở kim giờ và kim phút để các bạn dễ dàng theo dõi thời gian trong bóng tối. Về mặt kính thì cũng tương tự như những mẫu G-Shock khác thì đều được Casio họ trang bị một tấm kính khoáng có khả năng chống trầy và chịu va đập rất là tốt. Và chiếc đồng hồ này vẫn có khả năng chống nước ở độ sâu 200m. Sơ qua về ngoại hình của chiếc đồng hồ như thế này thôi thì nút bấm thì các bạn sẽ có 5 nút: Adjust, Mode, Reset, Start và một cái nút đèn ở vị trí góc 6 giờ. Và đây cũng là đặc trưng của dòng GA800 và đặc điểm này cũng mang từ mẫu GA700 đi lên. Rồi, một đặc điểm nâng cấp khá là đáng tiền trên mẫu GA800 so với mẫu GA700 là chiếc đồng hồ sẽ có chức năng đèn Auto Light. Khi mình nhấn giữ nút đèn một hồi lâu, các bạn sẽ thấy dòng chữ là LT hiện lên. Thì khi các bạn nghiêng tay một góc 40 độ thì màn hình sẽ tự động sáng lên giúp các bạn theo dõi thời gian trong bóng tối. Một điểm mà mẫu GA700 thiếu sót đi chức năng đó. Rồi, để mình nói sơ qua về tính năng của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có chức năng đồng hồ thể thao. Thì ở chế độ đồng hồ thể thao, chiếc đồng hồ này sẽ giúp các bạn ghi nhớ được 120 bản ghi. Với 120 bản ghi này các bạn có thể thoải mái mà chúng ta theo dõi quá trình hoạt động của ta hàng ngày. Thậm chí là nó sẽ ghi nhớ các bạn luôn là giờ nào, ngày nào các bạn làm gì. Cũng khá là hay. Chiếc đồng hồ này cũng có chế độ đếm ngược, báo thức với 5 chế độ và nhắc giờ theo từng tiếng. Có một đặc điểm mình cực kỳ thích trên những cái mẫu đồng hồ digital analog của Casio, đó là khi những cái kim này mà nó đã đè lên màn hình LCD phía dưới này thì khi chúng ta hoàn toàn chúng ta thao tác màn hình LCD thì những cái kim này sẽ gấp lại và nó sẽ nép sang một bên, chừa phần màn hình ra. Tính năng khá là thông minh để các bạn có thể thao tác trên chiếc đồng hồ. Lịch tự động của mẫu GA800 này lên đến năm 2099. Và có một đặc điểm nâng cấp mà khá là hay từ mẫu GA700 đi lên là mẫu GA800 có chức năng là đèn Auto Light. Độ chính xác của mẫu GA800 sẽ rơi vào khoảng là cộng trừ 15 giây trong một tháng. Và với viên pin CR2016, chiếc đồng hồ sẽ hoạt động liên tục lên đến khoảng 3 năm. Và đó là những thông tin mình vừa chia sẻ sơ qua về mẫu đồng hồ G-Shock GA800. Các bạn cảm thấy chiếc đồng hồ này như thế nào? Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, đóng góp ý kiến cho video sắp tới cũng đừng ngần ngại. Hãy để lại ngay bình luận phía dưới video. Và trong tương lai mình sẽ so sánh thử hai mẫu GA700 và mẫu GA800 này cho các bạn cùng nhau theo dõi sự khác biệt trên hai phiên bản này. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.